Hello anh em nha, hello mọi người. Xin chào tất cả anh em và mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Long Tích 789 đây anh em nhé. Thì hôm nay lại tự tin vào quả kèo của TDTC anh em ạ. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên video hướng dẫn tất cả anh em và mọi người. Đây là một cái cách chơi gọi là có hiệu quả cao nhất hiện nay anh em nhé. Để cho anh em có thể gọi là tham khảo anh em chơi, làm sao cái tỷ lệ thắng của anh em nó cao và nó ok và uy tín nhất anh em nhé. Tiếng đầu tiên thì không cần phải làm gì nhiều, bú luôn cái 3,5 m nào cẩn thận anh em nhé. Bú luôn cái 3,5 m nào cẩn thận anh em ạ. Thật sự với anh em thì con TDTC này cũng là một trong những cái con mà để mà nói thì cầu kèo của nó khá là phổ biến đúng không anh em ơi. Cầu kèo chơi thì nó cũng khá gọi là xuất hiện những cái xu hướng cầu khá là đẹp anh em ạ. Cùng với đấy thì nó đứng cái top đầu về sự gọi là uy tín là rất ok rồi. Cho nên là riêng cho bản thân mình nhé mà, thì mình khá là tự tin để mình chơi con TDTC này có thể đạt được cái hiệu quả cao và ok em nhé. Tiếng này thì mình sẽ đánh 1,3 m này, thì các con vợ cùng chờ đợi xem nào. Tiếng này mình có được gọi là IA cầu bú không anh em nhé. Cứ chuẩn cầu chuẩn kèo mà đánh thôi anh em ạ. Xem nào được lụm không anh em ơi. Ok cho anh em. Nó gọi là nét keng luôn, còn cách chơi của mình thấy nó ok và nó hiệu quả cao nhất. Chắc có cái lẽ là cái cách chơi gọi là theo cái phương pháp gọi là xét điểm phiên anh em ạ. Thật sự với anh em thì phương pháp xét điểm phiên thì mình thấy nó ra một cái kết quả khá là ok cho mình. Thì anh em có thể tính là cái điểm phiên như đây, cầu đang 1,1, cầu chạy đang 1,1 này, thì khả năng cao là tiếng này nó sẽ gọi là ra xuống cầu lặp chạy 1,1 lại anh em nhé. Thì mình sẽ vẫn tự tin mình gọi là thả nhẹ nhàng thôi. Tầm này anh em thấy gọi là đánh ngay từ đầu đó, gọi là bú căng ghét lên nhẹt rồi, là anh em đã biết được ngày hôm nay là mình sẽ đun kèo hay không đúng không anh em. Là ngày hôm nay anh em đã biết là nó có ok hay không rồi đúng không anh em. Cho nên là mình cứ gọi là tự tin thôi anh em nhé. Cho nên là cứ gọi là tự con nhà bà tin thôi này anh em ơi. Tiếng này thì sẽ đánh cái 1,5 m anh em ạ. Tiếng này sẽ tự tin đến cái 1,5 m này. Thì anh em và mọi người cùng chờ đợi xem nào tiếng này có gọi là lụm không anh em nhé. Cứ thế thôi anh em ạ, chuẩn cầu chuẩn kèo mà phang thôi. Thôi tiếng này thì gãy rồi, gãy cầu. Tiếng này thì không ra 1,1 đúng không anh em ạ. Khả năng tiếng này vẫn ra 1,1 anh em ơi, mình vẫn thích bên này ra 1,1. Tự tin luôn, liều luôn còn gì nữa. Tự tin luôn còn gì nữa anh em ạ. Nó lại là cái ok ngay thì anh em chơi được thế thôi. Anh em cứ gọi là đánh cả hai bên anh em ạ. Cầu kéo bên nào đẹp thì anh em vào bên đấy đúng không anh em. Cái xu hướng con này thì nó cũng khá là ok rồi, cho nên để bắt cho anh em thì mình cũng thấy khá là hợp lý và khá là ổn anh em ạ. Tiếng này tầm này cầu thì mình để mà mình đánh thì cho là mình sẽ vẫn bắt cái 22 thôi. Nhẹ nhàng nó đi tầm 1 m một phát là hợp lý anh em ạ. Thì để xem là có bú không anh em nhá. Nãy giờ thì cũng gọi là bú thông tay rồi đúng không anh em. Bú thông không xịt tí nào anh em ạ. Bú thông cũng xịt tí nào đúng không anh em. Thì tiếng này mình đánh cái 1 m thì anh em cùng chờ đợi xem nào tiếng này có lụm không anh em nhá. Cứ chuẩn cầu chuẩn kèo mà đánh thôi, thì kết quả nó không bao giờ gọi là lệch đó anh em ạ. Xem nó có hút không anh em ơi. Ui giời ơi, tí nữa thì lại thành công anh em ạ. Hơn một nấc nữa bên này vẫn lụm thôi. Lại đánh nhẹ bên này để gỡ hạc phát. Ui dồi ôi, hai bên chịu rồi anh em ạ. Chịu rồi anh em ơi. 1,4 còn ra 6 cả hai bên thì đúng thật sự chỉ có chịu đúng không anh em ơi. Đúng thật sự chỉ có thể là chịu thôi anh em ạ. Cầu tầm này thì chắc là không ra bệt ở đâu anh em ơi. Tự tin phang cái căng căng tí để lụm lại phát anh em ơi. Nãy giờ thì anh em thấy cứ gãy rồi, lại bú lại gãy, gãy hai phát rồi anh em. Bên này thì lại bú này, bên này thì lại bú căng. Cứ thế thôi anh em ạ, cứ gọi là lặp đi lặp lại. 2 m tiếng này xem nào có lụm không. Cứ hai bên anh em nhá. Cả hai bên đang hợp lý thì mình cứ lại gọi làm sao mình chuyển cả hai bên cho nó ok anh em ơi. Cứ chuẩn theo cầu, chuẩn theo kèo mà đánh anh em ạ. Cứ chuẩn theo cầu, chuẩn theo kèo mà đánh này. Thôi lụm luôn. Lụm rồi anh em ạ. Không kịp vào thêm. Tiếc thế. Không thì phát đấy lại bú anh em ơi. Không kịp vào thêm, không thì phát đấy lại bú đấm anh em ạ.
Thôi chắc là con xanh này thì mình thấy gọi là hôm nay thì mình bắt gọi là hay bị lỗi hơn. Chắc là mình sẽ sang mình đánh con đỏ anh em ạ. Cứ con nào anh em chơi và anh em thấy ok hơn, gọi là con nào anh em vào anh em thấy cảm giác nó tự tin chiến thắng hơn thì anh em đánh thôi anh em. Từ ngay vào 1m2 anh em ạ, tự tin nhẹ nhàng 1m2. Tầm này mình chưa thấy mình có lợi nhuận mấy đâu anh em ơi. Cho nên là đánh sẽ đánh 1-2 tiếng kết kết tí anh em ạ, để cũng chốt lợi nhuận thôi. Tầm này thì cũng chưa thấy lợi nhuận đâu anh em nha. Thì tiếng này là 3m2 thì anh em cũng chờ đợi xem bú không. Còn ngày hôm nay thì 100% là sẽ lụm rồi, tại vì vốn căng mà anh em, vốn càng căng đánh càng dễ, hiệu quả càng cao anh em ạ. Tiếng này khả năng vẫn ra con tài, vẫn ra bệt anh em ơi. Đấy, biết ngay mà mình mà phát đấy. Ở bên này nó vào ít hơn là mình cũng vào, nhưng mà bên này nó vào căng quá rồi cho nên lại không vào được anh em ạ. Nặng mà còn ai đẹp keng mà vẫn gãy được. Lú thế. 15. Bắt cái bet đi. Tự tin liều phát đánh cái bet anh em ạ. Tự tin quá thế nào. Tầm này chơi cứ phải gọi là tự tin anh em ạ. Chơi thế thì mình cái lợi nhuận của mình nó mới cao, nó mới ok rồi anh em ơi. Thì anh em cũng chờ đợi xem nào phát này mình có được lụm cả hai bên không. Lụm cả hai bên là xong luôn anh em ạ, lụm cả hai bên là xong luôn anh em ơi. Thì anh em cũng chờ đợi anh em nhé, cứ mở cái bát cảm giác nó ok nhất là được anh em ơi. Thì anh em cũng chờ đợi xem nào phát này mình có lụm không anh em nhé. 3 cụ 7 anh em ạ, xem là có bú không thì em cùng chờ đợi cùng mình anh em ơi. Tự tin chiến thắng nào, xem là có lụm không nha. Phải cần nhỏ anh em ạ, chịu rồi, chịu thật anh em ạ. Nặn quả 62 còn ra 2, tôi cũng đến là tôi cũng thua anh em ơi. Được phát lụm thì lại phát gãy thôi anh em ạ. Chắc là tầm này hôm nay con đỏ này là chân ái rồi anh em ơi. Con đỏ thì chắc là hôm nay con đỏ là chân ái rồi, chứ đánh con xanh kia thì rách hết cả việc anh em ạ. Chốt lợi nhuận luôn anh em nha. Thì em cũng chờ đợi cùng tay này của mình xem là mình có được bú không. Để mình cũng chốt, mình nghỉ luôn anh em ơi. Chứ tầm này anh em bảo hàm hố gì nữa anh em ạ. Tầm này thì cũng chốt thôi, tầm này thì cũng bú khá là ok rồi. Nhưng mà bị lủng mất thì đâm ra là không được bao nhiêu anh em ạ. Tiếng này phải bú này, tiếng này bú là xong luôn này. Em cũng chờ đợi anh em nha. Chẳng nhẽ gãy mãi đúng không anh em, chẳng nhẽ lại gãy mãi không được ăn à, đúng không anh em. Liều thì ăn nhiều anh em ạ, quả này liều luôn, tự tin đánh hai bên luôn, ăn cả hai bên luôn cho anh em xem nó đẳng cấp anh em ạ. Ăn cả hai bên luôn nó đẳng cấp anh em nhé, cứ ăn bên nọ lại gãy bên kia, lú thật anh em ạ, lú quá nè. Quả này bắt cẩn thận phát. Tiếng này mình 100% là mình sẽ lụm rồi anh em nhé. Mình đánh nốt tiếng này là mình cũng nghỉ. Thì anh em cũng chờ đợi xem là tiếng này mình bú không để mình nghỉ đây anh em ạ. Chứ tầm này thì gọi là phang nốt tiếng này để nghỉ thôi anh em nha. Tiếng này đôn kèo, một là lụm căng, hai là lại gọi là coi như là hôm nay chấp nhận anh em ạ. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ vẫn lụm thôi, tại vì tiếng này mình vẫn kết anh em ơi. Tiếng này mình kết test lên đẹp luôn thì em cũng chờ đợi anh em nha. Còn phát này nốt phát này được mất mình đều nghỉ anh em ơi. Thì anh em cũng chờ đợi mở bát cùng mình tiếng này anh em nhé. Xem nào có được gọi là húp không anh em ạ. 15 mét này xem nào có bú không anh em nhé. Cứ thế thôi anh em ạ. Cứ thế thôi anh em nha. Đẳng cấp luôn chứ còn gì nữa anh em ạ. Liều thì ăn nhiều thì chắc là mình nghỉ đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo anh em nhé.